Viện Lê Lợi thành phố Vũng Tàu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tự chủ tài chính từ năm 2018. Sau hơn một năm thực hiện thì kết quả tự chủ tài chính của bệnh viện chưa như mong đợi, khi bệnh viện bị thiếu hụt hơn 10 tỷ đồng chi cho các hoạt động thường xuyên. Nguyên nhân là do ngay từ khi thực hiện tự chủ tài chính thì bệnh viện đã phải đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực, gặp vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế và cho đến nay những khó khăn vướng mắc trên vẫn chưa được giải quyết. Có thể nói là nếu như ngành y tế không kịp thời hỗ trợ bệnh viện Lê Lợi tháo gỡ khó khăn vướng mắc thì chủ trương giao bệnh viện Lê Lợi tự chủ tài chính sẽ không thể thành công. Theo lộ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau bệnh viện Bà Rịa và bệnh viện mắt tỉnh thì bệnh viện Lê Lợi là đơn vị tiếp theo sẽ tự chủ tài chính trong năm 2018. So với bệnh viện Bà Rịa và bệnh viện mắt, khi thực hiện tự chủ tài chính, bệnh viện Lê Lợi gặp khó khăn hơn cả. Trong đó khó khăn lớn nhất là về nhân lực, bởi đơn vị thiếu khoảng 30 bác sĩ. Mỗi ngày bệnh viện Lê Lợi tiếp nhận từ 800 đến 1.000 bệnh nhân. Thiếu bác sĩ nên hiện tại mỗi bác sĩ của bệnh viện phải khám gần 90 bệnh nhân một ngày, vượt khoảng 30% so với quy định của Bộ Y tế là tối đa 65 bệnh nhân một ngày. Áp lực công việc lớn trong khi thu nhập chưa tương xứng nên 2 năm qua có hơn 10 bác sĩ của bệnh viện nghỉ việc. Với 3 người làm thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái công tác chuyên môn, đặc biệt là vấn đề về đào tạo, vấn đề về triển khai các kỹ thuật mới. Và khi mà điều trị ít người như vậy thì một bác sĩ sẽ phải gánh lên làm gấp đôi cái khối lượng công việc của một người bình thường, cho nên chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyên môn. Bác sĩ thiếu thì phải trực dây thì sức khỏe không có đảm bảo, như vậy thì làm cho cái chất lượng phục vụ bệnh nhân phải giảm đi. Ngành y thì luôn luôn phải cập nhật kiến thức. Bác sĩ thiếu thì mình không có thời gian để mà đi cập nhật những kiến thức mới. Hoặc là bác sĩ thiếu thì mình không có thể cử một bác sĩ nào đó đi học nâng cao, học lên chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, hoặc lên thạc sĩ, hoặc là làm những cái việc cao hơn, hoặc là triển khai những kỹ thuật mới thì rất là khó khăn. Theo quy định, bệnh viện không được bảo hiểm y tế chi trả phí công khám cho bác sĩ khi khám từ người thứ 65 trở lên. Như vậy, mỗi ngày có khoảng 250 đến 300 bệnh nhân thực khám, nhưng bác sĩ không được thanh toán tiền khám. Chi phí này ước khoảng 160 triệu đồng một tháng. Đây thực sự là bài toán nan giải của bệnh viện Lê Lợi. Bên cạnh đó, vướng mắc trong việc thanh quyết toán khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế cũng ảnh hưởng đến hoạt động tự chủ tài chính của bệnh viện Lê Lợi. Hiện tại nguồn thu của bệnh viện chủ yếu là từ nguồn chi trả của bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nhiều khoản chi của bảo hiểm y tế cho dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được cơ cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, gồm tăng lương và chính sách hỗ trợ 30% lương cho cán bộ nhân viên y tế theo quy định của nhà nước. Nhiều dịch vụ khám chữa bệnh khác cũng không được bảo hiểm y tế thanh toán, như chi phí chuyển viện lên bệnh viện tuyến trên, chi phí cố định gãy xương, chênh lệch xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét. Ngoài ra, một số dịch vụ tại bệnh viện thu không đủ bù chi, như tiền thuốc chiếm khoảng 54% tổng số thu bảo hiểm y tế. Trong khi đó, việc tăng nguồn thu cho bệnh viện từ các dịch vụ xã hội hóa, liên doanh liên kết chưa triển khai hiệu quả do vướng về cơ chế chính sách. Vướng mắc chưa tháo gỡ được, trong khi khó khăn lại chồng chất khó khăn, nên trong năm đầu tiên tự chủ tài chính, bệnh viện Lê Lợi bị thiếu hụt hơn 10 tỷ đồng kinh phí chi các hoạt động thường xuyên. Nếu mà hiện nay bệnh viện chỉ duy nhất một nguồn thu này, mà nguồn thu này có rất nhiều khó khăn. Và một trong những cái khó khăn nữa là liên quan đến nguồn thu, khi nguồn thu không đảm bảo thì lương bổng các bác sĩ, các nhân vụ nhân viên thì thấp, cái lương của anh em thấp. Lương anh em thấp thì không có giữ được, không thu hút được bác sĩ, cũng như là không có giữ chân được bác sĩ. Thì thành ra một cái vòng lẩn quẩn, tức là không có bác sĩ, thiếu nhân lực, thì bệnh viện cũng sẽ không có đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn để có thể nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Không có nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thì không có thu hút được bệnh nhân. Bác sĩ mà không có nâng cao trình độ chứ không giỏi thì bệnh nhân sẽ không đến với mình. Và như vậy thì mà bệnh nhân không đến mình thì sẽ không có tăng thu được. Bệnh viện Lê Lợi đang đề xuất Sở Y tế cho phép mở rộng các loại hình dịch vụ y tế theo yêu cầu của bệnh nhân, như dịch vụ cận lâm sàng, khám bệnh theo yêu cầu để tăng nguồn thu cho bệnh viện, từ đó tăng thu nhập cho y bác sĩ. Bên cạnh đó, bệnh viện đề xuất tỉnh có chính sách hỗ trợ thu hút bác sĩ về công tác tại bệnh viện để nhanh tiến độ hoàn thành bệnh viện mới, tạo điều kiện cho các bác sĩ được đi đào tạo chuyên môn, triển khai kỹ thuật mới. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho bệnh viện Lê Lợi, Sở Y tế đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án thu hút giữ chân bác sĩ, trong đó sẽ nâng thu nhập của y bác sĩ lên cao hơn khoảng 30% mức lương cơ bản.
Sở cũng phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hỗ trợ bệnh viện giải quyết những vướng mắc trong việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.